I found a few more. Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của gia đình Hiền. Hôm nay hai mẹ con của Hiền ra vườn mót đồ cả nhà ơi, mót đồ ăn. Elwood, Elwood qua bên kia con. Chỗ bên kia mẹ thấy nhiều trái kìa. Let's go. Đi thôi. Hai mẹ con buổi chiều ra ông xã Hiền thì buổi chiều đi làm đã về rồi, ngồi ở trống nghỉ ngơi tí. Bây giờ hai mẹ con sẽ ra đây để thu hoạch nè cả nhà. Con sẵn sàng chưa? Are you ready? Dạ. Yeah. Nè con lại đây với mẹ, con sẵn sàng rồi, con lại đây với mẹ đi để mẹ coi có gì thu hoạch đó cho cô chú coi nè. Cả nhà biết hôm nay tại sao Hiền ra vườn không? Là tại vì Hiền tính làm cái món cháo sò huyết. À, con muốn hái cà hả? À, con hái đi. Thôi em đòi hái cà nè cả nhà. Ồ, trái đó bị nứt rồi. Ồ, bị nứt hết rồi. Thôi, mấy trái cà này nè. Chưa có hái mà trời mưa cái nó bị nứt hết rồi, cả nhà nó bị hư hết rồi. Con sẽ cắt ra để cho nó có chỗ khác để phát triển tiếp đó cả nhà. Bỏ này đi. Đó. Rồi đem giỏ lại đây nha, chú nông dân bé tí của mẹ. Cả nhà biết hôm nay Hiền ra để làm chi không? Hái cô có mướp trái nào bự không á cả nhà để hái nấu với cái nước cháo cho nó ngọt nước. Con xích ra đây nè con. Lộm xộm em bé, lộm xộm em bé ơi. Em bé lộm xộm em bé ơi. Wow, cả nhà ơi, có một trái mướp nè cả nhà. Ơi, đừng có hái bông. Con đừng có hái bông nhé. Cả nhà nhìn thấy trái mướp này không? Đây. Đã chưa? Wow. Cái trái này đựng trái để hái cho nó ngọt nước cháo cũng êm ha cả nhà ha. Hiện thấy có vài trái nữa nhưng mà nó chưa to. Đây đưa cho mẹ. Em bé muốn giúp mẹ đó cả nhà. Đây. Hiền sẽ dựng cái tripod. Đây Hiền chuẩn bị loại hái đây. Trái mướp đầu tiên mà Hiền chắc chắn là non ẹt luôn nè cả nhà. Sướng quá. Cắt để cho nó ra tiếp cả nhà ơi. Đây. U, có trái khổ qua kìa. Để Hiền dẫn cả nhà thu hoạch luôn trái khổ qua đi. Khổ qua này trái cỡ này ăn được rồi. Nói nghe nè, còn cái người mà tôi kêu để cầm giùm tôi đâu rồi. Giỏi quá. Giỏi không cô chú? Đó, người ta bỏ vô rổ quá cô chú thấy chưa? Người ta giỏi ghê chưa? Rồi đem đi làm kiếm rồi. Hiền bảo đảm cả nhà cái trái mướp đó sẽ thành dụng cụ kiếm của em á, chứ không gì hết trơn á. Em sẽ quơ quơ quào quào với trái đó đó. Wow, Hiền thấy có trên trái nữa, mấy trái nữa nhưng mà cái trái kia hơi bé. Đây xích nữa là Hiền không có thấy cái trái khổ qua này cả nhà thấy không? Đây trái khổ qua này nó mọc trộm á cả nhà, nó mọc trộm ở dưới á. Khổ qua thì nhắc dễ ẹt. Đây đó nè, con được hai trái rồi đó. Thước thích không? Cái này là mướp, mướp khía khổ qua à. Yeah. Cảm ơn con trai của mẹ. Trời đó coi, nhờ quá cả nhà ơi, rất là nhờ rồi đấy. Đâu con làm gì với hai trái đó đâu. Rồi xong mà Hiền sẽ đi hái thêm mớ hành với lại rau má để ăn với cái món cháo của mình nữa. Để hôm nay ở đây Hiền quay cả nhà xem nè, hôm hổm Hiền để dành cái trái khổ qua này nè. Hiền tính để giống á, tại vì nó sẽ ra hạt á. Nhưng mà không biết sao nó bị bể ra. Không biết có con gì cắn hay gì hay là nó ăn hay gì nó bị bể ra nè cả nhà. Hiền thấy chắc có hạt văng xuống à. Hai mốt dám lên thêm dây lắm à. Để coi còn mấy trái mướp hết cả nhà ha. Ở đây còn thêm trái mướp này cũng đang to lên nè. Đây. Nhưng mà trái cỡ này thì hái uổng lắm, nó còn bự nữa mà. Một trái ở đây. Còn trái nào nữa không ta? Quay sơ sơ cả nhà coi cái vườn mướp của Hiền nè. Mướp khổ qua lum la hết trơn. Đây nè, ở đây một trái nữa nè. Trái này gì là đậu rồi nè cả nhà. Đấy. Ba trái nè, một trái ở đây nữa nè. Wow, nó đậu cũng được nhiều quá ta. Bốn trái cả nhà, bốn trái rồi nè. Đó. Ơi mẹ nghe. Yes. Ở trong có chu bi kìa cả nhà. Sẵn hái cho con khỉ con của Hiền ăn. Ơi, khỉ con thích cà chua bi lắm. Ôi trời ơi, chồng em la khèo khèo. Bốn trái rồi cả nhà. Coi còn không ta. Ủa hôm hổm ở đâu đây Hiền thấy có mà sao hôm nay không thấy ta. Đây là trái đó nó không có đậu, nó rụng mà. Coi cho nó ra. Nó tới mùa rồi hay sao cả nhà.
nó ra cũng khá khá. Ở phía sau á, ở phía sau thì không có coi, ở phía sau nhầm khi có đậu nữa. Đây nè, em Ewood em mê cái cà chua bi này lắm, để Hiền hái vài trái cho em luôn cả nhà. Ồ, cái món này nè em cực kỳ mê luôn, tại vì cái cà này nó ngọt lắm. Đâu rồi ta, hết rồi hả? Ơi, con muốn vô hả? Muốn vô trong hả? Dạ. Đó có một trái khổ qua kìa, Hiền để vài bữa cho to lên. Khoe thêm với cả nhà, ở đây Hiền có cái trái cái gì quên rồi ta. Ây da, trời ơi bí rợ, trời ơi nó bự mà nó nặng, cái trái này chắc cũng 1 ký rồi ta. Hiền nghĩ chắc cỡ 1 ký rồi đó, nó nặng lắm á cả nhà. Để vài bữa nữa cho to to thêm thử. Hôm hổm Hiền thấy con sâu nó lại nó cắn nè cả nhà, thấy không? Cái vỏ bên ngoài bị nó cắn nè, mà nó cắn không vô. Cái gì? Con muốn đi vô đúng không? Vậy con mang mấy trái đó vô giùm mẹ đi. Nè, vô đi. Mang vô để đánh bàn cho mẹ nha. Ra đi. Dạ. Mi nữa hả? Mẹ tưởng con vô rồi mà. Mơ. Ừ, mơ. Yeah, đi sao phô đến rồi đó. Rồi em ấy chưa có muốn đi vô. Vậy con cầm rổ cho mẹ đi quýt. Rổ nè. Để tử mẹ làm cầm rổ cho mẹ đi. Yeah. Yeah. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Đi thôi con, đi. Đi hướng này nè. Đâu nữa vậy? Ở bên góc này Hiền có mấy cái cây hành, nên Hiền sẽ hái hành vô để tối hôm nay làm cái món cháo. Wow, cái này Hiền trồng đại vậy cả nhà. Vậy mà hành dễ lắm cả nhà ơi. Cả nhà mà có một cái chậu hay là một cái chỗ nào trống trống, cả nhà cứ bỏ nó xuống cho Hiền, sẽ có ăn hoài luôn á. Hành nó không bao giờ chết hết á. Bên góc này nè cả nhà, Hiền cũng có mấy cây hành nè. Mấy cây này nhìn nó bự ha. Mỗi lần mà Hiền ăn hành cái Hiền lại để dành vài gốc, rồi cái Hiền đem ra Hiền chôn nó tiếp, nên Hiền sẽ có một đống hành ăn luôn. Coi vậy chứ mỗi lần mà đi mua gì trong tiệm cũng cũng đô rồi cả nhà. Hết cái mớ này cũng đô. Nhưng mà được cái mà Hiền thấy được nhất là nó tiện lợi á cả nhà ơi. Đó, rồi Hiền hái như đây đủ rồi. Ở bên kia Hiền có vàng khổ qua rừng kìa cả nhà, nó ra trái quá chừng to kìa. Trời ơi, khổ qua rừng đợt này trái to dữ ta. Mà phải đợi ông xã ông cắt bớt cái cỏ khúc này nè, chứ không dám vô. Chờ bữa nào ông cắt cỏ vô thu hoạch cả nhà. Nhóc hết trơn rau cải, không rài ông thu hoạch nhiều. Ừ, mẹ còn thu hoạch mà, con đem đưa vô ba làm chi vậy? Đó. Một cưng mẹ giỏi quá, mẹ cảm ơn nha. Ôi, ngồi sắp xếp nữa. Cái mớ đó nhiều con? Nhiều tiền? À, mở cửa phải không? Dạ. Ok, để mẹ mở cửa cho. Thôi chú ngồi kìa. Ăn dép vô cho mẹ. Thôi vô đem khoe với ba tụi nghiệp không? Ở đây Hiền qua đây Hiền thu hoạch một mớ rau má cả nhà ơi. Cái rau má này nè, nó leo quá chừng leo luôn. Hồi lúc trước là Hiền trồng ở bên kia á, mà bây giờ nó nhảy qua tới đây luôn rồi nè cả nhà. Cho nên Hiền thu hoạch một là bên đây, hai bên kia. Không muốn thu hoạch gốc nào thu. Cái này có mấy cái dấu cắn, sâu cũng ăn rau má đó cả nhà. Quỷ hà. Mấy con quỷ sâu là cái gì cũng ăn hết á. Không có gì mà nó tha hết đó. Đây, nó leo xuống tới dưới đây nè cả nhà. Trời ơi, ai mà ở nước ngoài á mà mua rau má mắc tiền á. Thôi chồng giống Hiền đi. Elwood, come here please. Này với mẹ con. Ừ, nè, cho con miếng nè. Cả nhà chỉ cần dù cho là miếng đất nhỏ nhỏ mà nó có khoảng trống á, cả nhà cứ bỏ nó xuống đi. Nó phát triển quá chừng luôn. Nhưng mà phải có thời gian nha. Mới đầu nó mới lúc mới thì nó sẽ chưa phát triển được gì đâu. Cái mà Hiền đang hy vọng phát triển đó là lá lốt. Với lại hôm trước á, Hiền coi á một cái nhóm ở Brisbane á, thì họ cũng có bán lá cách nữa. Cho nên Hiền tính hôm nào Hiền sẽ coi bạn nào có bán lá cách, Hiền sẽ mua một cây lá cách về trồng luôn. Trời ơi, lá cách mà ăn với bánh xèo là bá cháy bù chét đúng không cả nhà? Lâu rồi Hiền không ăn bánh xèo ấy. Hiền thấy mình nó nhiều quá trời rồi, để Hiền hái bớt cả nhà. Uổng quá. Hôm nào Hiền sẽ ra làm một cái video thu hoạch để chia sẻ với lại cái cô người Nhật ở gần nhà Hiền á. Mấy cái này cổ cũng biết ăn nè. Chia cho cổ ăn với.
Well, this would be good to learn so that I can cook when you're sick. Yeah, so you're learning now, right? Ông xã Hiền hiện đang chỉ, hôm nay Hiền chỉ cho ổng cách để mà nấu cháo nè cả nhà, cháo sầu huyết. Bây giờ Hiền đang chỉ ổng là rang gạo cho tới khi nào mà nó nâu lên đó cả nhà. Đó, bây giờ chuyển sang màu này nè, cần phải sang màu nâu cả nhà ha. Đây là tụi mình đã nấu nước sôi xong rồi, cho mấy con sầu huyết vô nấu cho cỡ khoảng 3-4 phút rồi cái lấy cái thịt ra cả nhà. Đây, hồi nãy là Hiền hửi có vài con chết á, cho nên Hiền đã bỏ nó ra rồi. Trong mấy cái bịch sầu huyết đông lạnh này, nếu mà cả nhà có xài thì nhớ là hửi mấy con chết rồi bỏ ra trước nha, để không thôi nguy hiểm á, thú quắc luôn á. Còn đây là cái phần cơm mà ông xã Hiền ổng đã rang xong rồi nè cả nhà. Rang gì là cũng được rồi ha. Nhìn gì cái màu gì là thấy ok rồi nè. Đây cả nhà ơi, đã nấu xong rồi. Ổng rửa để cho nó lạnh á, để bắt đầu lấy cái thịt ra. Còn không cái gì hả? Siêu quậy hồi nãy giờ. Khoan, cháo sầu huyết không? Đây nè cả nhà, ông xã Hiền giờ ổng đang lột, bắt đầu lột mấy con sò ra nè. Đó, Hiền chỉ ông xã Hiền ổng hửi á cả nhà. Đó, và tiếp tục lột thôi. Nửa ký sò huyết là ông xã Hiền ổng lột ra được nhiêu đây nè cả nhà. Còn bên đây là cái mướp khía. Đó, mướp khía mà hồi nãy Hiền thu hoạch ở ngoài vườn á. Rồi bây giờ cái nước đã nấu sôi rồi, Hiền sẽ tiếp ông xã một tay bỏ cái gạo vô nấu cho nó chín cả nhà. Cái này chắc cũng cỡ nửa tiếng á, nhưng mà Hiền sẽ nấu bằng lửa cao để cho nó meo. Bỏ mướp vô cả nhà ơi. Rồi xong giai đoạn này. Cái này Hiền nấu thêm mướp á để cho nó ngọt nước hơn. Bây giờ là xào cái củ hành đó cả nhà, củ hành tím á. Để cho thêm mấy cái nấm này nè, nấm shiitake gì nè, để cho nó ngọt thêm cái cháo của tụi mình. Thêm mấy cái nấm đùi gà. Cái này cả nhà có biết là cái gì không? Cái này là xương sâm, giống bên Việt Nam á, Hiền trồng được cái lá xương sâm á. Cái hôm hổm Hiền hái để Hiền làm xương sâm nè cả nhà, để hôm nào Hiền ra thu hoạch rồi chỉ cả nhà cách làm xương sâm dễ ẹt luôn á. Đây Hiền làm xong rồi nè, giờ nó nổi lình bình. Quậy ăn là hết sảy. Đây cái sò đẹp của ông xã xào xong rồi nè, thì Hiền cho vô đây một tí tiêu với lại một tí bột thịt gà là xong rồi đó cả nhà, để cho nó có cái hương vị đậm đà hơn tí là được rồi. Cái hành tây đã được rồi, vậy sẽ cho sò huyết vô nè cả nhà. Để cho một tí cái bột nêm vô, một tí xíu nước mắm, còn chút tiêu nữa là xong. Rồi xong rồi đó cả nhà. Bây giờ Hiền chuẩn bị nêm cái nồi cháo. Hiền sẽ chỉ cho ông xã ông nêm. So you just add some salt and first. Muối, bây giờ Hiền sẽ cho miếng nước mắm, suy nghĩ khai nét xong fish sauce in. About 30 ml of fish sauce. Then you add a bit of like this much. So that's a big pot of soup in. Chicken powder. Xong rồi đem nếm theo khẩu vị cả nhà ơi, này Hiền chỉ trong xảo nấu nè. Hiền nghĩ chắc cũng sắp ăn được rồi đó cả nhà. Cái gạo nó nở ra dữ lắm rồi đó. Đây, bây giờ cháo đã sẵn sàng, Hiền đã bỏ một tí hành. Cả nhà ơi, sau một hồi nấu, Hiền chỉ ông nấu thì bây giờ cũng đã xong rồi. Now you can add your scallop in the soup. Nhờ Hiền cái soup đã xong rồi, Hiền sẽ bỏ cái sầu huyết mà hồi nãy đã xào vô ăn nè cả nhà. Đó. Lâu rồi không ăn cháo sầu huyết cả nhà ơi. Để coi em Quốc Thành chịu ăn. Yeah. Snake. Is it? Con rắn hả con? Rắn. If it's not good enough, you can add some more fish sauce. Thì nói ổng nếu mà còn hơi lạc thì cho thêm miếng nước mắm vô nha. Oh, nè, nếp dung anh. Có hành phi cả nha. Hiện thấy cũng ok. Cho thêm chút xíu nước mắm nè. You need some?
Oh no, Elwood. Yeah, maybe a little bit. Now how much? Yep. Yep. Cho ổng thêm miếng, hiền miếng. Elwood, con ăn thấy không? Mẹ đút cho. Còn đó giờ Elwood chưa ăn cháo sầu huyết lần nào luôn á. How is it? That's better. Good. Yep. Bình đặt, cũng bình đặt. Nghe nghe. Cũng bị lật lấy lòng má rồi. Yeah. Yes. Oh. They love fried onion. You? You want some? Yeah. Here you go. Mmm. Fried onion. Yummy? Mấy cái rau má này, trời ơi, ai mở nước ngoài chồng đi. Thôi. That means it's good. Ý em nói là ngon đó. Giờ người ta dấu hiệu ngon là số 1 đó nghe chưa cả nhà. Tip top nè. Nè, giờ mày đút cho nè. Băng. Ba. Hai ba, ồ đang đếm số. Một. Hai. Ba. Ba. Good boy. Một, hai, ba. Ba. Ơi. Ba. Ba. Nè con ăn thử á. Mình sẽ cho em thử miếng. Ừ, còn nóng quá. Nào con thử coi. Em nào quan trái sầu huyết luôn á. Nóng hả? Hot hả? Em nói hot là nóng. Mày thổi nữa cho. How is it? You like it? Yep. Ờ, bị trúc của ớt độ thôi. But when you use your sure, it's just quick. If you do it a little long, it's quicker. Giỏi quá. That is a good soup. And healthy. Giờ tới hiền ăn nè cả nhà ơi. What do you call it? Cháo sầu huyết. Your one is cháo sầu đẹp. Cháo sầu sầu đẹp. Yeah. Cháo sầu sầu đẹp. Để ăn thử cái mướp từ vườn nhà. Ha, ba. Đúng rồi, một. Một. Con nói đi một. And this is a southern dish, right? Ba. Hai, ba, yeah. Ba, ba, ba. That's my guess. Hai ba, em nói hai ba, hai ba. Không gà em nói cũng được nhiều lắm. Ba, ha, ba. Hai ba, good boy, ba. Ba. Chu ba. Trời, tiếng Anh gáp tiếng Việt. Ba. You like that veggie? Nóng hả? Nóng nữa hả? Đây mà coi. Hết nóng rồi nè, chỉ có hơi ấm ấm rồi con. Ngon mà. Em chịu ăn súp này cũng mừng cả nha. Ăn này không? Dạ. Nè ha. Bố. Có mướp bồ á. Nó ngọt nước hơn. You want some more? Yeah. Yeah. Miếng hành vô. Có mướp bồ với lại nấm á, nó làm ngọt nước. Ôi. So I've been hearing the news about corona vaccine everywhere, even in Vietnam. It's on YouTube. Yep. That's good news. So that means the international flight will be back soon, eh? Không hả? Possibly. I think I read in the news today or yesterday that there was like 19 new local cases in Vietnam. 19 new local cases in Vietnam? Yeah. Oh. Ủa cả nhà ở bên Việt Nam mình dạo này là coronavirus còn lộng hành hết cả nhà. Just recently. Anh nói gần đây, anh nghe là có 19 trường hợp kìa. So, yeah, hopefully we can fly international shortly. Yeah. Thôi mê hả? Mê món này à?
Yeah. Not that we'll be flying international shortly, but hopefully the option's there. Yeah. Yeah. That's the wood soup. Would you eat this when you're sick? Because it helps you to sweat out all the temperature and stuff. That's why Vietnamese love it. I would eat it when I'm sick. Yeah. I cook for you when you're sick then. Scallop or something, huh? Ngon ha. Còn em này cũng chịu ăn mừng quá. Chừng lắm ấy. Video nào cũng có cảnh này cưng. Mẹ yêu lắm. Mẹ biết rồi, mẹ yêu ba, mẹ yêu con lắm. Đúng không? Happy boy á. Ai da, ai da, ai da. Đó, 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 cái đó là quá rồi nha. Nữa hả? À, nữa hả? Nữa hả? Rồi, cả nhà biết không? Hiền, theo Hiền thấy là mình chỉ được ôm con mình lúc mà còn nhỏ thôi, chứ lớn lên có vợ có chồng là đi rồi. Nè, Hiền nghĩ sẽ khác, mối quan hệ sẽ khác, giống như là con mình sẽ phải tập trung vô người vợ hoặc người chồng. Đâu có còn ôm được như nhà gì nữa, giờ ráng ôm cả nhà, ôm chỗ đã. Bù à? Bù. Bù. Em mới thổi. Bù. Bù. Giỏi quá, ngon quá. Bù, 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 bù. Để Hiền ăn thử cái sầu huyết rồi cả nhà. Sầu huyết đông lạnh mà Hiền lột ra từng con là biết con nào chết bỏ, con nào chết là bỏ liền. This mummy's. Are you gonna have some? Nó ngon đó cả nhà. I wouldn't eat that one. He's been having some. No more eat a foot. Bể giờ con, please. Không sao, mẹ không có la. Hôm nay nha, đang giờ ăn mà lá gì. Trời đánh cái bữa ăn. I had to kill those little buggers. And I found. Nè, quan thêm ha, thêm hành ha. About 4 dead ones in there. Yeah, I found a few more. Nguyên cái hộp hành, em xả hết trơn luôn. Không còn gì luôn. Chờ tôi chán ghê, tôi nói cái vụ này không biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ nó để cho mẹ mở. Cười con. Baby. Thôi được rồi. Ôi, sạc nguyên cái hộp hành phi luôn rồi. Did you see the face that he made to the camera? Mẹ đã nói là để cho mẹ mở. Thôi được rồi. Straight to jail. What jail? Baby jail vậy đó. Hiền nhé, ông xã là không có đánh éo quật. Làm sai thì mình la. Thôi con, được rồi, no. Hiền nghe thầy Thích Pháp Hòa cũng chia sẻ. Giống như con mình mà mình khó quá cả nhà, cái lớn lên không có chịu chia sẻ với mình á,
mình cách của hai vợ chồng Hiền là giáo dục mà cái nào sai thì la chứ không có đánh, sạc hết rồi còn đâu nữa. He like the soup được. Xong cái này cái phải đi xuống dưới dọn cái đống hành. Well, that'll do me. I'm off to bed. Xin chào. Đó đó, gớt nữa rồi đó. Ông đi rồi còn hai mẹ con à. Cái món cháo này ngon cả nhà ơi. Nãy Hiền cho thêm một muỗng dầu tỏi vô đây. Còn gán chả xuống nữa hả? Lâu rồi thì không ăn cháo sầu huyết. Nhớ ở Cần Thơ á, có một chỗ bán cháo sầu huyết ở cái khu Hòa Bình đó cả nha. Miếng nữa rồi con. Thôi hả? À, no more. Cái chỗ đó thì nhớ bán cũng ngon. Sò họ mua thì nghĩ là sò tươi. Bên Việt Nam mình ăn sò tươi không à? Apple. Good boy. You hear him say an apple? Did you teach him that word? Apple. Maybe it was me. Apple. Măng tây. Măng tây. Giỏi. Cá hồi. Xúc xích. Đó, chịu ăn cả nhà ơi, được đấy, được đấy. Hành tây. Em nhìn cái cuốn mua sắm siêu thị ấy, em hỏi thì hành tây. Quá trời hầm hầm Hiền. Hôm nay Hiền bị là khô gà nè. Khô gà mà Hiền kêu để Hiền mở. Các em cũng lấy em mở mà mọi người biết không, em bé mà. Mở ra theo kiểu là gì nè, úp ngược vậy nè. Giờ này vừa ra ăn cái là đi hết nguyên hộp luôn. Hiền bị khô gà với cái này. Lúc mới của Út Hiền đâu biết là họ có bán sầu huyết. Dạo này mới để ý chợ Ni La. Thấy khó. Nên phải mua ăn. Ăn gì cũng đỡ thèm. Em chơi sầu huyết à? Thôi hết rồi. Nguyên tô cháo mà ăn cũng no thôi nha. Đâu? Muốn hỏi nữa không mẹ chỉ cho. Nho. Nho. Mẹ phun lên. Nho hả con? Phun lên. Nho. Nho. Nho.
bây giờ là bắt đầu chích vaccine. Người hiện thấy bên Việt Nam hình như cũng bắt đầu chích rồi kìa, phải không cả nhà? Vậy là mong sớm á sẽ có những chuyến bay quốc tế trở lại. Trời ơi, ăn cái súp này nè cả nhà, ý là có máy lạnh mà nó còn quá trời nóng luôn ấy, nóng hổi luôn, đổ mồ hôi đó, đó chút nữa là rớt cái muỗng em quýt giỡn cả nhà, giỏi quá. Thôi cả nhà ơi, hiện no rồi à, hôm nay đúng là nấu nồi cháo mất nguyên cái hộp hành phi. Thôi hai vợ chồng của Hiền với bé Quýt xin kết thúc cái video hôm nay ở đây. Hẹn lại cả nhà một phim sau ngày mai. Và chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ. Bye bye. Bye. Giỏi.